em này đây, mắt môi chuẩn chỉ nha anh. Đó, gâu chỉ thiên luôn nè, gâu rất là dài luôn. Màu con này có phải gọi là màu kinh khủng luôn. Thì cái này là do nó bị cái con hoàng bổ yến cạp nha, chứ không có vấn đề gì hết, từ từ nó lành. Đó, mới bắt con hoàng bổ yến ra. Xe em này 50 mấy rồi, nó cái này nó bị con hoàng bổ yến cạp á, không sao. Vấn đề này từ từ nó lành, không sao hết. Màu nó kinh khủng lắm. Còn con 26 triệu là con khác. Size nó là size 65 luôn, con 26 triệu á. Nhưng mà nó màu nó kém hơn, màu nó không có được đẹp bằng con này.